Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách phục hồi nhanh những cây hoa lan chỉ còn lại một lá. Khi một cây hoa lan chỉ còn lại một lá duy nhất và những chiếc lá này đã bị khô và đã bị nấm, các bạn không được tưới nước cho những cây hoa lan này. Vì vi khuẩn và nấm sẽ lây lan rất nhanh. Và phần gốc cây này đã bị khô tất cả những chiếc rễ, nên các bạn hãy bỏ phần gốc này. Và chúng ta hãy làm sạch những vị trí này. Và hãy rửa chiếc lá này cho thật sạch. Các bạn cần phải lau khô lại chiếc lá này để giúp làm sạch bụi bẩn. Và khi phục hồi thì những cây hoa lan này sẽ không bị nấm. Các bạn để cây ở nơi mát trong một ngày. Các bạn sử dụng một tép tỏi duy nhất. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Và hãy làm nát ra. Cho vào 500ml nước. Các bạn sẽ để trong một ngày. Sau một ngày, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, các bạn sẽ lọc vỏ cành. Và sau một ngày thì phần gốc này đã được khô lại. Các bạn sẽ yên tâm để phục hồi cây dễ dàng hơn. Và sử dụng nước tỏi này làm sạch các chiếc lá, nó sẽ giúp cho hoa lan khi phục hồi cây sẽ không bị nấm và vi khuẩn sẽ không phát triển thêm. Sau đó các bạn sẽ cho nước tỏi này vào đây. Bạn sẽ để trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho rễ mới được mọc rất nhanh. Sau 25 phút, các bạn lấy ra và lau lại phần này cho khô. Các bạn sử dụng một ly nhựa và cắt giống như mình.
sau đó các bạn sẽ khoét một lỗ ở đây. Và các bạn sẽ đặt gốc hoa lan vào. Nó sẽ như thế này. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Và hãy cho nước vào. Nước chỉ vừa chạm vào gốc của cây. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Đặt ở những nơi có ánh sáng và thoáng mát. Dùng nước để phun sương hỗ trợ giúp cho lá luôn được giữ ẩm. 4 ngày một lần. Và đây là kết quả sau 45 ngày. Cây hoa lan đã được phục hồi rễ rất khỏe mạnh. Một phương pháp rất tuyệt vời để các bạn hồi sinh rễ khỏe cho những cây hoa lan của chúng ta. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem và lựa chọn những cách làm phù hợp nhất. Chiếc lá mới đã phát triển thêm, rất xanh tốt và khỏe mạnh. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp cây hoa lan này sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Các bạn sẽ trồng lại với vỏ thông. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.